Vâng, chào mừng các bạn đến với trận chung kết thứ 3 diễn ra giữa Ngân Long Pháp và Uni Bồ Sơn. Giải nhì đã có đội đó là Thiên Tân nha các bạn, còn hai đội này sẽ tranh nhất và ba nha mọi người. Điểm 1-0 cho Juni. Dù tốt, 1 đều. Bóng ngoài luôn. Phát bóng ăn điểm trực tiếp 3-1. Sang thứ bóng còn luôn, chẳng muốn tốt. Ba bốn. Bỏ bóng tốt. Điểm 5-3. Điểm Uni 4-5. Điểm 6-4 cho Thiên Tân, cho Ngân Long Pháp các bạn, xin lỗi. Bắt Châu bỏ bóng tốc. Điểm 7-5. Phát bóng ăn điểm trực tiếp của Dũng Lai 8-5.
xanh là phóng tốt. Phố bóng không thắng lưới, đội điểm 7-9 cho Uni. Mười một bảy cho Ngân Long Phát. Bóng còn luôn. Sáng thứ đập bóng tốt. Phát bóng tốt của Dũng Lai. Phát bóng ngoài. Đập bóng tốt của Dũng Lai sang thứ. Xử lý bóng tốt của Sang Thước kết thúc set 1. Ngân Long Phát tạm biến trước 1-0. Như vậy Ngân Long Phát đã giành chức vô địch nha các bạn. Còn team Uni Bầu Sơn thì giành giải ba nha các bạn. Tại vì hồi nãy là Ngân Long Phát đã thắng team Thiên Tân rồi. Trận này chỉ có xác định Ngân Long Phát thắng trước hay là thắng sau thôi. Như vậy Ngân Long Phát đã thắng ở set 1, sẽ giành giải nhất luôn nha các bạn. Dũng Lai